đốt môi sắt chứa natri trên ngọn lửa đèn cồn, đưa natri đang cháy vào bình Eklund chứa khí oxy, trong bình vẫn còn một ít nước. Phản ứng hóa học xảy ra nhanh chóng, tạo thành natri oxit tan trong nước. Tác dụng của nhôm với oxy không khí.